Ở đây là núi rồng. Cái chỗ này cái mũi này chẳng một cực tóc rồi. Họ mây mây chạy vô trong mây. Hôm nay là 26. Tối thì mưa gió dữ lắm. Tại vì con bão nó đi ngang đây. Nhưng mà bữa nay cũng còn dông. Trời thì cũng âm u mà không biết còn gió giật như hồi xưa không. Hồi tối thì gió giật cũng mạnh lắm, trời cũng lạnh, nhưng mà không có sự cố gì quan trọng xảy ra. Tính chạy vòng xuống dưới chợ rồi có gì không. Này đủ trái không rồi nè các bạn. Nói chung thì con báo này không thiệt hại nhiều. Ở riêng Tì Tôn thì chắc không có gì hết. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 2007. Thì cơn bão số 16 đã qua được 2 ngày. Từ ngày 26 cho đến ngày 27 là 2 ngày đó là ở đây mưa cũng rất là nhiều. Đáng lẽ ra mùa này là mùa hạn thì nay ruộng đồng không còn khô nữa mà đầy ắp nước. Nước mưa qua 2 ngày nay là làm ruộng đang khô trở thành ruộng ngập nước. Nhiều khu nói chung thì đa số ruộng lúa đã chín và đã thu hoạch xong, chỉ còn lại lẻ tẻ vài ba ruộng lúa chín chưa thu hoạch, không biết có thiệt hại gì không. Khi tôi chạy một vòng ở huyện Tì Tôn thì thấy hình như là không có gì thiệt hại đáng kể, kể cả ruộng lúa chín, nhà cửa cây cối thì cũng không thấy thiệt hại gì bao nhiêu. Nói chung thì không có thiệt hại, cũng mừng. Mừng là cơn bão số 16 đã suy yếu trước khi vào tới đất liền. Bà con là nữ hoa người ta cái bẫy gì dính gì đó mẹ gì có cần chứ dưa hấu hoa người ta.
Nhưng đàn ông là con người ta sống một mình, người đám dịch tại đầu. Cái này là trái đậu xanh. Ở xa xa đằng kia là bà con ta đang ra đang làm ruộng, nhưng mà ta trồng khoai lang. Bên lề đường là xa đồng mà. Trời còn chuyển mưa nè. Mưa hai ngày nay rồi, cái này sẽ đu đủ. Này là dịch đây nào. Tính đăng như thế này, còn bằng như thế này thì được sao? Bây giờ tổng như thế này, ở đây rất nhiều bầy dịch. Đầm lưới không cho dịch lên được, chặn nó lại.
ở chỗ này nó lớn, ta thấy việc nhiều. Bên đây là bên kia đường cũng dẹp xong. Mình nuôi như là cho nó đẻ xong rồi. Ba đợt lâm là có nghĩa là 3 năm rồi hả? Không, ba đợt lâm thì chừng 18, 19 tháng nè. Vịt tơ nó mới ăn khô được, còn con vịt đẻ thì nó phải ăn nước. À, vịt tơ là vịt chưa đẻ mà. Sao mở người ta? Con vịt tơ ăn được mà con vịt đẻ ăn không được. Tơ nó ăn khô được, còn vịt đẻ nó không chịu ăn khô, bởi vì ăn khô nó không có ốc đó chú. À. Còn vịt tơ đẳng thì cũng ăn được không? Cũng là cũng ừ, tôi hỏi mới thả á, rồi mấy tháng mới đẻ. Dạ thì con nói nuôi tốt đó là từ nó mới nở đó là tới giai đoạn nó tốt là giai đoạn 4 tháng là dứt. 4 tháng hả? 4 dạ. Tháng. Trễ lắm là 5 tháng hả? À, trễ là 5 tháng là vịt xấu đó. Đẹp không ta? Có bị đẹp không? Không có bị đẹp nữa, nhưng mà mình dưỡng nó cũng như cái tết là nhỏ, mình bắt về mình cho nó ăn đầy đủ. Chứ dễ bị đau con mà nuôi con đẹp lắm. Mà nuôi lấy trứng mà phải chăm sóc á. Các bạn này mấy ngàn con? 2.400. 2.400 mà đẻ được 1.800 mà. Cũng có lý rồi nha. Một trứng bây giờ hiện giờ lái nó lấy nhiêu? 18 rồi. Dạ. 1.800 là trứng bự ha. Không, trứng hồ cồ là hột sạch đó, đặng ta đưa vô lò thấp đó. À. Cái đó là coi giống luôn hả? Dạ. Cái đó kêu bằng hột gì, hột cồ hả? Dạ. Hột dơ thì kêu hột lạc. Hột lạc hả? Hột lạc là để bán cho dân ăn hả? Nó dính sình đó chú. À. Lót ổ, che ổ cho nó đẻ trong rơm đó chú, nó mới sạch, nó hột nó mới hấp được. Cái trứng mà bị dơ nó không được hả? Dạ, ướp nước đâu hấp được. Ướp là tính hột lạc bán cho người ta ăn. Đây, nay sau, sau cơn bão số 16 thì ở đây mưa cũng nhiều. Giờ nước đầy ruộng rồi, có người ta sẽ bắt đầu người ta thả vịt lên này. Nó thì vấn đề vịt á, từ khi mà nuôi con vịt con cho tới thành vịt đẻ là mất từ 4 tới 5 tháng tùy mình cho nó ăn nhiều. Thì trong cái thời gian đó đó, từ 4 tới 5 tháng vịt bắt đầu đẻ. Ừ. Mà con vịt thì người ta nuôi trong thời gian để lấy trứng là 18 tháng.
trong 18 tháng đó là nó có dịch nông thôn 3-4 lần, dịch nông thôn Hòa Mỹ là dịch nông thôn đẩy. Có thay xong nó mới bắt đầu đạt tiếp. Chứng dịch mà nó đẩy mà khi mà chiều chiều dịch thì đẩy lên, khi mà dịch dần trù mát thì người ta cho nó đứng đẩy thì người ta lót luôn, lót luôn cho nó. Và nếu trứng sạch thì đặt gọi là trứng cồn, là để đưa đi vòng áp cho nó phần con, cho nãy con. Còn trứng dơ và bị nước hay bị bùn thì ta kêu bằng trứng lại, rồi ta bán lại cho dân ăn. Thì giờ lấy cùng nhau một trứng, một trứng nhật là 1.800. Đường này hai bên là người ta trồng tre thầm dông. Có cái gì lại